Chào các bạn, hôm nay tôi trồng hoa phượng tiên hay là còn gọi là móng tay đó các bạn, hoa móng tay. Tết hôm nay tôi trồng mấy cái loại hoa dân dã như vạn thọ, mồng gà, hướng dương. Hôm nay tôi trồng thêm hoa móng tay nữa các bạn, các cháu. Hoa móng tay gọi là hoa phượng tiên đó. Tôi gieo nay lên cũng cao cỡ cả 10 phân rồi. Giờ tôi bứng ra tôi trồng để Tết nay nó có đủ loại hoa dân dã đón xuân cho vui vẻ. Hoa này thì nó mọc bông vòng vòng ở thân cũng cũng đẹp. Mặc dù nó là hoa dân dã, ít người trồng. Bởi vì nó dân dã quá ít ai trồng, nên tôi trồng để Tết có nhiều loại hoa, nhiều loại màu sắc cho vui mùa xuân năm 2020. Và bóng tay có vậy chứ bông nó cũng đẹp lắm các bạn, nó mọc xung quanh cái thân đó. Nó cũng có nhiều màu nữa, màu đỏ, màu hồng, màu tím. Nó dễ trồng, thuốc làm thuốc gì đó giờ quên. Trồng chậu 2 cây, thôi mà nè. Để sẵn 2 cây trong chậu rồi bắt đầu trồng được luôn. Nó cũng thuộc loại hoa ngắn ngày các bạn, các cháu. Trồng chừng 50 ngày là nó có bông. Bây giờ tôi bỏ sẵn trong chậu xong rồi, giờ tôi bắt đầu tôi trồng các bạn. Đó. Nó ít tốn phân lắm. Trồng bằng phân hữu cơ quay mục là ít tốn phân, ít tốn phân lắm. Trồng ngoài đất chừng 1-2 cây rồi nó có trái rồi tự nó nổ, nó dâng ra rồi mưa xuống tự nó lên. Mình lấy hột mình để dành mình trồng tiếp trong dịp Tết năm sau.
Nó tốn phân lên trồng chừng ba bữa các bạn các cháu tưới ô ri loãng cho nó. Sau đó tuần lễ 10 bữa tưới lần, tuần lễ tưới lần ô ri. Tưới được vài lần thì các bạn chuyển cho NPK, có hàm lượng đạm thấp hơn, lân và kali cao để cho bông hoa nó đẹp. Chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Thì loại hoa này là nó rất dễ trồng, không có tốn phân nhiều hết. Rồi ba trồng vậy là ba bữa các bạn, hai ba bữa cũng được, các bạn tưới phân ô ri loãng cho nó. Khi nó lớn nó cao rồi được tưới được ba bốn lần, bốn năm lần rồi thì chuyển sang tưới NPK lân và kali cao cho nó bông nó đẹp, nó bền, nó lâu tàn chút. Loại này nó bông nó cũng khá lâu tàn, nó cũng cỡ nhận thọ vậy các bạn. Thời gian ra bông nó cũng lâu tàn như bông nhận thọ vậy. Không có cần chăm sóc nhiều, chỉ phân cho trấu sơ dừa, phân chuồng quay mục, là phân hữu cơ, nó ăn phân hữu cơ nó phát triển, nó cho bông. Mình có thể tưới NPK một hai lần nữa để giữ bông nó lâu tàn chút và bông nó tươi thắm chút. Nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn các cháu. Giờ trồng xong rồi các bạn các cháu, giờ tôi tưới nước nữa. Tưới nước cho nó thấm cái gốc nước. Tết mình trồng đủ loại bông hoa để Tết có vui mắt, có một mùa xuân vui vẻ an lành. À, bây giờ tôi tưới nước. Tưới nước ướt. Đem vô mát. Rồi các bạn đem vô mát để vài bữa. Hoặc là giờ lấy gì để che nó. Cái miếng gì đậy lại che nó, đừng cho nó, đừng có nắng, nắng nó héo nó chết. Mỗi ngày các bạn tưới hai lần, tưới nước hai lần, cây mau phát triển lắm. Cây này dễ lấy hột, cái nó lớn nó có bông rồi, cái nó rụng cái cuốn rụng cái bông còn cái trái nữa. Rồi lấy cái trái cái đụng tới nó bung ra giống như cái móng tay vậy. Nên ta kêu là bông móng tay, mà có người kêu là hoa phượng tiên.
Cảm ơn các bạn các cháu xem video trồng quá Phượng Tiên móng tay này nha các bạn các cháu. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại.